Top 3 công thức mà mỗi học sinh lớp 12 cần phải thuộc nằm lòng, thuộc nhuyễn nhừ, thuộc như cháo để giải được bài tập chương 4 dao động và sóng điện từ. Đó chính là chúng ta có omega bằng 1 phần căn LC. Từ đó chu kỳ T sẽ bằng 2π chia cho omega bằng 2π căn LC. Và F thì bằng 1 chia T nên được tính bằng 1 phần 2π căn LC. Công thức thứ hai đó chính là công thức tìm giá trị cực đại. Ta có y không bằng omega q không hay là bằng căn bậc 2 của c chia l u không. Và công thức thứ ba đó chính là công thức độc lập thời gian. Q không bình bằng q bình cộng y bình chia cho omega bình. Nhớ chưa các bạn? Phải thuộc nằm lòng nha. Không có lý gì khó, bạn có thể tủ lòng.